Ảnh chụp loài hải sản được cho là thủ phạm gây ra vụ ngộ độc, khiến ba người phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Theo các nạn nhân vụ ngộ độc thì đây là con sam. Sự việc xảy ra vào tối ngày 4 tháng 2. Chủ quán hấp hai con sam biển để ăn. Trong số khoảng 10 người ăn thì có 3 người xảy ra biểu hiện tê đầu lưỡi, tê các ngón tay và nôn. Trong 3 người nhập viện thì vẫn còn một người đang hôn mê sâu, phải thở máy, tiên lượng còn rất xấu. Hai người còn lại sức khỏe đã ổn định và đã tỉnh táo. Lúc đầu là tê lưỡi xong rồi lên tê cái môi, xong rồi tê tay xong rồi im vô viện xong rồi im tê toàn thân. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp ngộ độc do ăn nhầm so biển. Hồi tháng 3 năm 2020 ở Bình Dương, 7 người bị ngộ độc, trong đó có một em bé tử vong sau khi ăn so biển vì cứ nghĩ đó là sam biển. Theo các nhà khoa học, sam là một họ sinh vật biển. Trên thế giới có 4 loài. Trong 4 loài, chỉ có một loài độc thường gọi là con so. 3 loài còn lại không độc được gọi là con sam. Tại Việt Nam, theo ghi nhận, có 2 loài, con sam không độc và con so chứa độc tố gây chết người. Thế nhưng, trong thực tế, phân biệt giữa con so và con sam thì lại không hề dễ dàng, kể cả đối với ngư dân. Tương tự như loài so biển, một số loài hải sản khác cũng chứa độc tố như cá nóc, ốc bùng bóng, ốc răng cưa, cua mặt quỷ và đã từng gây ra những vụ ngộ độc chết người. Đôi khi chúng ta ăn một chút thôi và bệnh nhân đã có triệu chứng rồi, và nếu mà nặng hơn thì nó sẽ ức chế hô hấp và bệnh nhân sẽ ngừng tim, ngừng thở, rất là nguy hiểm cho mạng của mình. Hải sản chứa độc tố được cho như là kẻ sát nhân ở vùng biển. Điều này đã được cảnh báo suốt thời gian qua. Thế nhưng có một điều khó hiểu, các vụ ngộ độc vẫn cứ tiếp tục xảy ra và xảy ra ngay chính người dân biển. Vì vậy, khuyến cáo nhắc đi nhắc lại là một khi rất khó nhận diện đâu là hải sản chứa độc tố, như trường hợp nhầm lẫn giữa con sam không độc với con so biển có độc, thì tốt nhất là không nên ăn.